là mẹ cũng phải hy sinh bản thân mình lấy tiền chữa bệnh cho cậu đấy. Cậu có biết là chị ấy phải chịu cảnh bị coi thường, đánh đập để giành lại sự sống cho con mình. Vậy mà bây giờ cậu... Thôi em, về đi em. Chị, không lẽ những gì ba nói á, tất cả đều là sự thật đó ba? Bây giờ con không biết phải làm gì hết á. Phải chi có ba ở đây, ba cho con lời khuyên á, thì hãy vậy. Ba ơi, con biết là mình sai rồi. Bao nhiêu năm qua con có để hận thù che mất vì lý trí. Bây giờ thì con biết con phải làm gì rồi. Tại sao vậy? Từ đó tới giờ bà không về thăm tôi một lần nào hết vậy? Xin con ra, mẹ đã không cho con đầy đủ như người khác. Ngay cả sức khỏe của mình cũng vậy. Lúc đó mẹ đã sợ mất con nên mẹ mới lựa chọn như thế. Nhưng mẹ cũng đã nhận được quả báo rồi mà. Lúc đó mẹ không còn con đường nào khác. Mẹ chậm một ngày là con mẹ cần kề cái chết một ngày. Ba con đã toàn lực rồi, mẹ phải đi. Sau mỗi trận đòn của người đàn ông kia, mẹ đã khóc rất nhiều. Mẹ khóc không phải mẹ đau, mẹ khóc vì mẹ thấy mình thật vô dụng. Nỗi dằn vặt lớn nhất trong con người mẹ đó là không thể cùng con trưởng thành. Và nhất là ba của con, ba không hề giận khi biết chuyện của mẹ. Mẹ xin lỗi. Mẹ, con muốn nói gì? Mẹ được đi đâu nữa, mẹ đừng bỏ con nữa nha. Ở lại dưới đây với con xin lỗi lắm.